xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương, số tiền gia đình các nạn nhân đòi bồi thường tại tòa. Sáng ngày 21 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, tiếp tục phần xét hỏi, với phần trách nhiệm dân sự trong vụ án. Bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn mặc áo xanh đến tòa. Bị cáo cúi túi chào người thân khi được dẫn giải đến tòa. Bác sĩ yêu cầu ký vào giấy không truy cứu. Bà Bùi Thị Căn, vợ nạn nhân Bùi Văn Phơi, được hội đồng xét xử mời lên bục trả lời. Đã lớn tuổi, lại bị hỏi đến chuyện buồn của gia đình, nên phải mất một lúc bà Căn mới trấn tĩnh để trả lời các câu hỏi của vị thẩm phán. Bà Căn cho biết, gia đình vốn khó khăn. Vợ chồng ông bà phải vất vả lắm mới nuôi được 4 người con. Năm 2012, ông Phơi bị bệnh thận, từ đó ông Phơi phải thường xuyên đến bệnh viện Đa khoa Hòa Bình chạy thận, đến khi xảy ra sự cố, ngày 29 tháng 5. Tôi đưa ông xuống lọc được khoảng một lúc. Cắm truyền sao mà không chịu được nữa. Tôi cố khuyên nhủ, bảo ông ấy đợi một lúc thì đỡ. Tuy nhiên, ông vẫn kêu. Ông chỉ há mồm ra thở. Tôi chạy sang phòng y tá gọi các cô này. Lúc đó hoảng loạn, tôi chỉ hô hoán lên, các chị sang xem hộ với. Sau đó, tất cả mọi người đang có mặt ở phòng y tá, điều dưỡng chạy sang, bà Căn cho biết. Theo bà Căn, sau khi chạy về phòng, thì bà thấy tình trạng của ông Phơi buồn nôn, khó thở. Sau đó, ông Phơi được chuyển lên phòng cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng ông Phơi đã tử vong vào 23 giờ hôm đó. Sau đó, gia đình đưa nạn nhân về tổ chức mai táng. Hội đồng xét xử hỏi bà Căn về mức bồi thường thiệt hại, bà Căn nói, đề nghị xử theo pháp luật và ủy quyền cho luật sư trình bày. Luật sư Nguyễn Hoàng Trung, bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình 9 nạn nhân, cho biết, gia đình bà Căn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bồi thường gồm, yêu cầu về tổn thất tinh thần, 100 tháng lương cơ bản là 130 triệu đồng. Về chi phí ma chay mai táng, 120 triệu đồng. Không có đất lập mộ vĩnh viễn cho ông Phơi, hơn 148 triệu đồng. Tuy nhiên, khi hội đồng xét xử truy luật sư về việc kê chi tiết các khoản tiền nào để hội đồng xét xử xem xét, luật sư không trình bày được. Hội đồng xét xử hỏi bà Căn. Tuy nhiên bà này nói, đã ủy quyền cho con trai. Sáng nay anh này không có mặt. Hội đồng xét xử tiếp tục truy bà này về số tiền yêu cầu bồi thường. Bà Thiện, vợ nạn nhân Bùi Văn B trình bày, vào sáng ngày 29 tháng 5. Ông B đi xe máy từ nhà, ra Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình chạy thận. Đến khoảng 9 giờ, bà Tiện thấy ông B thông báo sức khỏe yếu, đau bụng buồn nôn, và bảo bà ra ngay lập tức. Bà Tiện lật đật chạy ra. Khi đến nơi, bà thấy ông nằm trên giường, sức khỏe yếu. Sau đó, bà có nói chuyện với một bác sĩ về bệnh tình của chồng. Và được biết, ngoài ông B thì còn nhiều người khác, cũng bị như thế. Sau đó, bà Tiện được một bác sĩ gọi nhiều lần vào phòng. Và yêu cầu bà này ký vào một tờ giấy, và nói, nếu có chuyện gì không được kiện cáo. Tuy nhiên bà Tiện không ký. Bà Tiện đề nghị được bồi thường những chi phí chính đáng. Gia đình nạn nhân nói, bác sĩ Lương không có tội. Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, con gái nạn nhân Nguyễn Thị Mai, khi được hội đồng xét xử hỏi về việc bồi thường, đã trình bày về số tiền mà gia đình đề nghị được phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bồi thường. Và số tiền này được thể hiện tại cơ quan công an. Ngoài ra, gia đình mong muốn có một khu đất ở khu công viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng để chôn cất bà Mai. Nói lời sau cùng, chị Ánh Tuyết mong muốn hội đồng xét xử xử bác sĩ Hoàng Công Lương vô can. Vì bác sĩ Lương cứu chữa hết lòng người bệnh và là người vô can, không có tội. Tôi có tìm hiểu gia đình, hai bị can kia khó khăn. Còn trẻ nên mong tòa xem xét giảm nhẹ tội cho các bị cáo, chị Tuyết nói. Ông Phạm Ngọc Thao, chồng nạn nhân Lê Thị Trang, cho biết, quan điểm khi được hỏi, bị cáo Quốc và Sơn còn trẻ, nên hội đồng xét xử xem xét trách nhiệm hình sự, còn bác sĩ Lương không có tội. Không biết chồng chết lúc nào. Bà Bùi Thị Nga, vợ của nạn nhân Bùi Văn Châu, cho biết, chồng đến viện điều trị bệnh thận. Từ năm 2010, do chồng ở đây chạy thận thường xuyên, nên bà Nga có lên chơi. Đúng ngày hôm đó, thì sự cố xảy ra. Ông Châu vào cấp cứu. Các bác sĩ không cho bà vào, nên bà không biết chồng tử vong lúc nào. 4 giờ sáng ngày hôm sau, bà Nga đưa chồng về Lạc Thủy, Hòa Bình. Bà yêu cầu bồi thường 100 tháng lương cơ bản, và một phần đất mộ ở Nghĩa Trang An Lạc Viên. Tôi xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Bà Nga cho biết, người đại diện của nạn nhân Quách Thị Phương, đề nghị phía Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, bồi thường hơn 70 triệu đồng. Tiết lộ cuốn sổ, quyết định số phận, bác sĩ Hoàng Công Lương. Nhiều người khai,
chỉ đến khi điều tra viên cho xem cuốn sổ. Họp giao ban cuối năm, mới biết, trưởng khoa có phân công nhiệm vụ, cho bác sĩ Hoàng Công Lương. Hôm nay, phiên xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương và hai bị cáo trong vụ án hình sự, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, khiến 9 bệnh nhân tử vong, bước sang ngày thứ 5. Trong suốt những ngày qua, nội dung xuyên suốt được xét hỏi, nhiều nhất liên quan đến cuốn sổ, ghi lại biên bản họp cuối năm của khoa hồi sức tích cực, gồm đơn nguyên thận nhân tạo và đơn nguyên hồi sức tích cực. Đây được xem là chứng cứ quan trọng để xác định trách nhiệm của bác sĩ Lương. Trưởng khoa khai phân công miệng. Theo lời khai của ông Hoàng Đình Thiếu, nguyên trưởng khoa hồi sức tích cực, phó giám đốc bệnh viện, trong cuộc họp cuối năm 2015, ông là người trực tiếp chủ trì. Biên bản do điều dưỡng trưởng Đinh Tiến Công ghi lại trong cuốn sổ họp của khoa. Ông Thiếu cho biết, nội dung cuộc họp gồm hai phần, bình xét thi đua cuối năm và phân công nhiệm vụ, trong đó bác sĩ Hoàng Công Lương được phân công phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo sau khi đã học xong CKY. Có trách nhiệm khám chữa bệnh, điều hành, đào tạo, phân phối công việc của khoa. Ông Thiếu cũng khẳng định, sau đó có công bố trên các cuộc họp giao ban của khoa. Tất cả nhân viên trong khoa đều biết về sự phân công này. Tuy nhiên ông thừa nhận, đây chỉ là phân công của khoa, không được quy định bằng văn bản cụ thể. Trả lời trước tòa, bác sĩ Lương nhiều lần khẳng định, cuộc họp cuối năm 2015, chỉ bình xét thi đua, không có nội dung được giao quản lý. Đào tạo. Trả lời thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát sau này, điều dưỡng Đỗ Thị Điệp cũng cho biết, chị chỉ có mặt phần bình xét đầu buổi họp. Sau này khi cơ quan điều tra đưa cho xem cuốn sổ giao ban, mới biết có phần phân công công việc, tuy nhiên khi hỏi lại một số người trong khoa, thì không có nội dung đó. Bác sĩ Hoàng Công Tình, phó khoa hồi sức tích cực cũng khẳng định điều này. Theo chị Điệp, khi làm việc tại đơn nguyên thận nhân tạo, thấy vai trò của bác sĩ và hai bác sĩ Huyền và Ninh còn lại là như nhau. Trong ngày xét xử thứ tư, điều dưỡng Nguyễn Thị Hậu khai thêm, cơ quan điều tra đưa cho xem sổ giao ban cuối năm, bắt tôi phải nhận rằng, bác sĩ Lương được phân công nhiệm vụ. Tại đơn nguyên chạy thận, là người tham gia cuộc họp, từ đầu đến cuối, điều dưỡng Hưu khẳng định, trong cuộc họp cuối năm 2015. Chỉ có nội dung, bình xét viên trước cuối năm. Trong quá trình công tác, cũng không có ai nói về việc, phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Lương. Biên bản họp được ghi thêm nội dung. Đến cuối năm 2016, do ông Khiếu đi vắng, nên bác sĩ Hoàng Công Tình là người chủ trì cuộc họp cuối năm. Điều dưỡng trưởng Đinh Tiến Công tiếp tục ghi biên bản. Trước hội đồng xét xử, ông Công khẳng định, trong biên bản cuối 2016, vẫn gồm hai phần, ngoài đánh giá thi đua, phần cuối cùng về phân công nhiệm vụ, có ghi giữ nguyên như 2016, tức bác sĩ Lương vẫn được giao phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo. Đồng thời khẳng định, bản thân không ghi thêm, hay tẩy xóa, sửa chữa gì. Tuy nhiên khi luật sư Ngô Thị Thu Hằng bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương, nhiều lần hỏi, ông có cam kết chịu trách nhiệm về những nội dung đã ghi chép trong hai biên bản cuối năm 2015 và cuối năm 2016 không, ông Công từ chối trả lời, sau nhiều giây suy nghĩ. Vẫn chỉ khẳng định, mình là người tổng hợp nội dung. Cũng liên quan đến cuốn sổ nói trên, khi đại diện Viện Kiểm sát thẩm vấn, bác sĩ Hoàng Công Tình đề nghị, được xem lại vật chứng. Bác sĩ Tình khẳng định, chữ ký cuối biên bản là của ông. Tuy nhiên, dòng nội dung về phân công nhiệm vụ không đúng trong cuộc họp cuối năm 2016, chỉ có phần bình xét cán bộ. Lúc tôi ký không có dòng này. Tôi đã trình bày với cơ quan điều tra rất nhiều lần, bác sĩ Tình nói. Về nguyên tắc phải ký ngay sát. Tại sao ông lại để khoảng trống thế này, đại diện Viện Kiểm sát hỏi. Bác sĩ Tình đáp, hôm đó chưa bình xét đủ. Mới được 1/3 số lượng cán bộ, nên để cách để bình xét, những ngày tiếp theo. Nguyên tắc phải ký sát. Viện Kiểm sát nói. Bác sĩ Tình trả lời, tôi không nghĩ phải như vậy. Hôm nay phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi. Vụ án chạy thận, bất ngờ cô gái lạ, từ Sơn La xuống Hòa Bình, cổ vũ bác sĩ Lương. Cộng đồng người dân ủng hộ. Đối với bác sĩ Hoàng Công Lương, bác sĩ điều trị tại đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, thì có nhiều, nhưng cô gái này đã thể hiện sự ủng hộ của mình đối với bác sĩ Lương theo cách rất đặc biệt. Suốt thời gian diễn ra phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương tại Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình, từ ngày 15 đến 18 tháng 5 vừa qua, có một cô gái trẻ luôn lặng lẽ ngồi giữa đám đông, người nhà các nạn nhân, quan sát diễn biến phiên tòa. Cô luôn là một trong những người đến phiên tòa sớm nhất và thường chờ đợi đến khi phiên tòa kết thúc để hỏi han, động viên bác sĩ Lương. Cô gái này là Trần Thị Kim Thoa. Nickname Facebook
mẹ chồng khó tính, sinh năm 1985, trú tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Thoa làm nghề kinh doanh tự do, dù không quen biết với bác sĩ Lương. Nhưng từ lúc phiên tòa diễn ra, Thoa đã một mình lặn lội, từ Sơn La về Hòa Bình, thuê nhà trọ và hàng ngày, đến theo dõi phiên tòa. Nhiều người biết đến Trần Thị Kim Thoa, thông qua việc, chị cùng một giảng viên, trường Đại học Y Dược Thái Bình. Đặng Thị Thanh Nhàn, đứng ra kêu gọi cộng đồng mạng, cùng ký để thể hiện sự ủng hộ, đối với bác sĩ Hoàng Công Lương. Tính từ thời điểm bắt đầu vận động xin chữ ký ủng hộ, vào cuối tháng 3 năm 2018, cho đến trước thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử, đã có hơn 15.000 chữ ký ủng hộ đối với Hoàng Công Lương. Trao đổi với phóng viên báo điện tử, sau khi kết thúc ngày xét xử 18 tháng 5, chị Trần Thị Kim Thoa cho biết, ngoài sự ủng hộ đối với bác sĩ Hoàng Công Lương, về mặt tinh thần, tôi còn ủng hộ gia đình 9 nạn nhân không may thiệt mạng trong sự cố y khoa này, cũng như ủng hộ đối với cả hai bị cáo còn lại, bởi theo dõi phiên tòa tôi biết, họ chưa hẳn là hoàn toàn sai. Tôi ủng hộ tất cả những gì thuộc về lẽ phải, và tôi đã lên tiếng vì lẽ phải, chứ không ủng hộ riêng ai. Nói về phong trào vận động chữ ký, ủng hộ bác sĩ Lương, chị Thoa cho biết, cả chị và giảng viên Đặng Thị Thanh Nhàn không chỉ kêu gọi sự ủng hộ của những người đang công tác trong ngành y, mà còn kêu gọi sự ủng hộ của cả cộng đồng. Tôi rất cảm kích trước sự ủng hộ của mọi người, những người đã hiểu và ủng hộ bác sĩ Lương, chị Trần Thị Kim Thoa cho biết. Đáng chú ý, chị Thoa và những người có liên quan trong vụ án này hoàn toàn là những người không quen biết nhau. Thông qua việc này, chị mong muốn mọi người cùng lên tiếng vì lẽ phải. Trước khi xảy ra vụ việc này, tôi chưa quen biết bị cáo nào, cũng như các gia đình nạn nhân. Tôi cũng như tất cả mọi người đều mong muốn một phiên tòa công tâm, khách quan, không bỏ lọt tội phạm và cũng không gây oan sai cho những người không có tội. Chị Thoa cho biết, ngay sau khi kết thúc phiên tòa chiều thứ 6, chị Trần Thị Kim Thoa lại bắt xe khách về Sơn La và sẽ lại tiếp tục có mặt tại phiên tòa vào thứ 2 tới.